Vâng, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với CarWatch. Hôm nay em sẽ lên cho anh em một chiếc Zenith thuộc dòng DeFi anh em nhé. Cái hộp cực kỳ là to của nhà Zenith anh em có thể thấy này. Đấy. Zenith này. Năm thành lập là 1865 anh em nhé. Đây là chiếc đồng hồ chúng ta, một chiếc Zenith rất là đẹp. Đấy. Ở màu mặt xanh navy anh em nhé. Chúng ta sẽ có cái tag đi kèm này. Đầu tiên là một cái tag này. Đây là mã sản phẩm của em nói anh em nhé. Mã sản phẩm nhé. Chứ không phải là cái giá tiền đâu anh em ạ. Đấy, còn đây là mã máy này. Có một số thông tin cơ bản. Ví dụ vật liệu là titan, chống nước 100m, có vang authentic này. Đấy, ok. Tiếp theo nữa là cái giấy tờ mã QR em nói anh em nhé. Đấy, có các cái mã sản phẩm luôn này. Đấy, và cuối cùng sẽ là cái thẻ bảo hành toàn cầu. Cái date là 2020. Đấy. Đầy đủ hết các thông tin anh em nhé. Đây, ví dụ như dòng DeFi này, Classic này. Đây là mã sản phẩm này. Đây là series của máy này. Đấy. Date này, 2020. Cực kỳ mới nhé. 2020 còn khá là mới. Ở dưới này chúng ta sẽ còn cái hộp và cái sổ ở dưới anh em nhé. Đây em sẽ cho anh em xem luôn này. Đấy, ở dưới này chúng ta sẽ có cuốn sổ này, hai cuốn nhé, rất là dày dặn như thế này. Đấy. Hộp rất là to và rất là đẹp. Cái ở dưới này anh em có thể lấy nó lên nhá, và cái thằng gối này, thằng hộp này này. Đấy, mình có thể lôi nó ra, mình làm một cái travel box để anh em mà có đi du lịch đi đâu á, thì mình có thể mang theo được nhé. Đây. Đấy, mình sẽ gập vào như thế này. Đây, nó sẽ như thế này. Nó thành một cái travel box nhỏ anh em nhé. Đây, rất là tiện lợi. Đấy. Anh em mở thì bật nó ra thôi. Đấy, xong lại cho vào như cũ. Cực kỳ là tiện lợi. Đấy, thế là xong. Trong này thì có thể để thêm được một cái đồ, thứ đồ cơ bản anh em nhé. Khăn hoặc là đồ linh kiện của mình để mình tháo lắp đồng hồ ấy. Có thể cho vào đây được. Ok, em sẽ đậy lại nha. Đấy. Đây là chiếc đồng hồ chúng ta. Bản này sẽ là bản dây cao su. Đấy, ngoài ra em còn có cả một bản dây da. À, dây da thực chất là dây của nó người ta sẽ là bọc da, may một lớp da cá sấu ở trên anh em nhá, chứ không phải là dây da hết đâu. Và ở dưới vẫn là dây cao su. Đấy, là cái bản dây da kia. Còn một bản nữa sẽ là bản dây bản hai dây, cả dây titan và dây dây da anh em nhá. Đấy. Bên em đang có mấy bản? Bên em còn đang có 3 chiếc. Thì anh em mà quan tâm đến sản phẩm nào thì cứ inbox cho em nhé, em sẽ lựa chọn sản phẩm cho anh nhé. Đây, giá thì rất là tốt. Để em chỉnh lại giờ một chút cho anh em xem cho nó dễ nhé. Đấy. Đây, cái bản màu mặt xanh navy này rất là đẹp. Đây, chúng ta sẽ có mặt được trải tia sunburst anh em nhé. Đây, mặt trải tia sunburst rất là đẹp. Một cái thiết kế rất là trẻ trung và thời thượng. Đấy, classic, đơn giản và sang trọng. Đây, anh em phải thấy bộ kim cọc của em này đều được phủ dạ quang hết nha anh em nhé. Dạ quang rất là to bản và rất là sáng. Cái size em này là size 41mm, lắc cụp. Cho nên nó rất là dễ để anh em lên tay thôi. Đây. Đấy, lắc gần như lắc cụt luôn anh em nhé. Đấy. Tay em chỉ cần từ 15.2.3 trở lên là có thể đeo được chiếc này rồi. Rất rất là dễ để anh em lên tay. Đấy, rất là đẹp. Chiếc này thì tình trạng đẹp còn khoảng 98% anh em nhé. Đủ hết hộp sổ thẻ cho anh em. Đấy. Đấy, toàn bộ phần vỏ này sẽ được làm bằng vật liệu titanium này. Ở đằng sau chúng ta sẽ có chuyện khắc titanium anh em nhé. Đây, titanium đây. Đấy.
cỗ máy sử dụng trên em này là Calibe 670, một cỗ máy in-house của nhà Zenith, cực kỳ là chất lượng. Máy của Zenith thì có thể coi là thuộc cái top đầu rồi. Zenith người ta còn bán máy cho cả Rolex anh em nhé, nếu mà anh em tìm hiểu thì sẽ biết. Rolex người ta đặt cái dòng Rolex Rolex Daytona ấy, thì cái dòng đấy là người ta đặt máy của Zenith. Đây anh em có thấy cái thiết cái máy móc này rất rất là đẹp. Rất là nhiều cái linh kiện được làm bằng titanium anh em nhé, cho nên là cái cỗ máy này rất là bền bỉ, cực kỳ chính xác, chống va đập tốt, vì titan là nó nhẹ, nhẹ thì nó sẽ giảm được cái lực va đập và lực chống sốc rất là tốt. Đây. Đây anh em nhìn qua thì cảm giác em này sẽ cái thiết kế khá là giống Hublot đúng không? Thực chất là không phải đâu anh em nhé. Thực chất kể cả Hublot cũng thế thôi, Hublot và Zenith cũng cũng thế thôi, cũng đều dựa trên một cái thiết kế là của dòng Audemars Piguet anh em nhé, một cái thương hiệu có thể coi là luxury đỉnh cao. Thực ra người ta dựa trên cái thiết kế của cái dòng Audemars Piguet thôi, chứ không phải là người ta bay lại một cách hoàn toàn. Đấy. Và người ta cũng không phải là sử dụng lại cái thiết kế một cách là lén lút và một cách là sai thôi anh em nhé. Tức là người ta, tức là ở cái ngành đồng hồ này thì cái bản quyền về mặt thiết kế ấy, thì người ta sẽ có khoảng 10-20 năm gì đấy, xong hết cái thời gian để bảo lưu cái thiết kế đấy. Đấy thì tất cả các hãng khác đều có thể làm lại được anh em nhé. Đấy cho nên là cái này là hợp pháp, không hề vi phạm bản quyền hay gì hết anh em nhé. Đấy. Nói chung cái thiết kế này rất là đẹp. Đây, đấy, anh em có thể nhìn này. Thiết kế rất là mỏng, rất là đẹp, thanh lịch sang trọng. Dây cao su này thì rất là bền, cực kỳ bền bỉ nha, mà nó rất là mỏng mềm này. Đấy, nó không phải là dạng dây dày mà đeo nó cụm lên đâu. Đây, rất là mỏng anh em có thể thấy. Khóa này cũng là khóa bằng titanium luôn này. Đấy. Nói qua một chút về cỗ máy này cho anh em nhé. Cỗ máy này thì chúng ta sẽ có 27 chân kính, tần số rộng sẽ là 28.800 VBH và tích cóp khoảng 50 giờ. Đặc biệt cỗ máy chạy đạt chuẩn tonometer, cực kỳ là chính xác và bền bỉ. Ở đây ở đằng sau chúng ta sẽ có, đầu tiên đây là cái mã sản phẩm em nói anh em nhé. Đấy. 100m titanium. Ở trong máy này chúng ta sẽ có seri này. Nó sẽ khác một cái dãy seri rất là nhỏ thôi. Anh em lúc nào mua thì bên em sẽ chỉ cho anh em nhé. Nhìn qua điện thoại nó khá là khó nhìn và khá là khó để tìm. Đấy, tức là nó ở máy này, máy nào cũng thế, nó sẽ có một cái mã seri trùng với seri trên thẻ anh em nhé. Đây, cái seri trên thẻ là đây. Đây, Moment này. Moment tức là cái seri của máy này. Đấy. Đấy, lúc nào anh em mua em sẽ chỉ cho anh nhé. Ok, trước này thì bên em đang giao lưu với mức giá rất là hợp lý để anh em chơi. Em sẽ báo giá luôn cả 3 bản cho anh em nhé. Bản dây cao su và dây da này thì em đang có cả hai chiếc. Một chiếc dây da, một chiếc dây cao su như này mà một cái bản dây da nữa. Dây da lót cao su ở dưới. Thì hai bản dây này thì bên em đang giao lưu với mức giá là 96 triệu. 96 triệu. Còn cái bản bản full titan, bản dây titanium ấy, kèm với một dây da nữa thì bên em đang giao lưu là 112 triệu anh em nhé. Đấy, anh em có thể cân nhắc và lựa chọn cái bản nào phù hợp với mình. Đấy. Tất cả đều là hàng chính hãng và zin 100%, độ mới còn cao 98-99% anh em nhé. Tất cả đều được bảo hành nói anh em bảo hành 5 năm cho anh em yên tâm sử dụng. Ok, cảm ơn em đã theo dõi hết video của em nha. Anh em muốn sử dụng em nói có thể inbox Zalo cho em hoặc gọi trực tiếp số hotline em cũng được. Xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.